Xin chào quý vị. Khác với những lần lên đỉnh trước thì lần này quý vị đang nhìn thấy tôi được khoác trên người bộ quốc phục của Việt Nam. Và không phải ngẫu nhiên tôi làm như thế, bởi vì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một tác phẩm phản ánh được một cái chiều dài lịch sử hàng nghìn năm qua, cũng như là phản ánh được cả cái nét văn hóa đang xen vào trong đó. Và bên cạnh đó, tác phẩm này còn chứa đựng một đạo lý, đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Và đạo lý này chính là một cái đạo lý làm cốt để giúp cho nhân cách, để giúp cho nền tảng của nhân cách và sự nghiệp của mỗi người được vững chắc hơn. Và có rất nhiều cách để thể hiện sự uống nước nhớ nguồn, nhưng trong lịch sử thì có một đại lễ mang tên là Vinh Quy Bái Tổ để phản ánh được cái đạo lý uống nước nhớ nguồn. Và đại lễ này suốt cả chiều dài lịch sử vẫn là một cái thước đo chuẩn mực của sự thành đạt cũng như là danh tiếng, và đặc biệt là sự vinh danh đấng sinh thành và những người dạy dỗ. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là lễ Vinh Quy Bái Tổ là gì và có từ khi nào, đặc biệt là những quy định nào dành cho việc sĩ tử đi thi, bên cạnh đó thì những đặc quyền của vị tân khoa là gì. Hơn hết, ý nghĩa của tác phẩm này thông qua ý nghĩa của bức tranh này thông qua tác phẩm mà chúng tôi đã làm thì nó phản ánh điều gì? Sau đây xin mời quý vị cùng đi vào chi tiết và tôi sẽ giải thích thêm. Và lễ Vinh Quy Bái Tổ thì theo dịch nghĩa thì chữ Vinh được gọi là được tính đó là vinh quang, hiển vinh và thành đạt. Và điều quan trọng nhất đó là phải được người khác công nhận. Và cái thứ hai đó là quy, quy là được trở về, quay về. Bái có nghĩa là lạy, vái và bái kiến. Tổ là tổ tiên, các thế hệ đi trước. Và giúp nghĩa lại có nghĩa là lễ quay về bái kiến tổ tiên sau khi đã hiển vinh thành đạt. Đó là dịch chữ. Và tục lễ Vinh Quy Bái Tổ này có từ năm 1484, đời vua Lê Thánh Tông, nhằm mục đích vinh danh các học trò đã vượt qua những kỳ thi và đạt được những cái vị trí rất là cao. Và đặc biệt trong năm 1484 này thì vua Lê Thánh Tông có ban lệnh là bia đá để danh nhằm ghi lại danh tính của các vị tân khoa tiến sĩ, và họ được khắc vào bia đá dựng ở trong văn miếu Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long. Và các vị tân khoa tiến sĩ này sẽ được vua ban yến tiệc, mũ áo, cân đai và cho lính hầu đưa rước về bản quán. Hơn hết, họ còn được vua ban cờ, quạt, lụa là để quay về quê. Và nếu như vị tân khoa nào đã có vợ thì người vợ cũng sẽ được tham gia vào đại lễ này, với một cái lễ từ xưa đến giờ đó là ngựa anh đi trước và võng nàng theo sau. Và khi về tới làng bản thì vị tân khoa này sẽ vào bái kiến vào nhà thờ tổ để thắp hương là đầu tiên, sau đó là sẽ ra đình làm, tiếp theo là sẽ bái kiến đến thầy và cuối cùng là đến cha mẹ. Và vinh quang là thế, nhưng những quy định khắt khe trong xã hội xưa đã khiến cho việc trở thành một vinh quang mà vô cùng khó khăn, không dễ gì có thể đạt được. Và những quy định đó là những quy định nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Có hai tầng lớp được ghi danh để đi thi ngày xưa, đó là học trò và binh lính. Học trò là cơ bản là những người con em trong làng, có thế thân và thể bài. Họ là những công dân có lý lịch trong sạch và có học lực tốt. Ngoài ra, họ là những người không vi phạm vào các tội, ví dụ như tội loạn luân, tội bất hiếu, điêu toa và trộm cướp. Nếu như họ là những người con cháu chắc của những người này thì tùy việc nặng nhẹ để xét xem có được đi thi hay không. Ngoài ra thì họ còn là những người đang không có đại tang trong nhà, ví dụ như là tang cha mẹ ông bà. Và binh lính chính là những người có xuất thân trong sạch, họ được đảm nhiệm các công việc ở vùng trọng yếu. Họ là những người có năng lực giỏi, được đào tạo bài bản và được triều đình trọng vọng. Điểm lưu ý trong việc xuất thân của các sĩ tử ngày xưa thì xã hội xưa quan trọng việc xuất thân và gia thế của mỗi người. Vậy nên là những người thuộc các nghề như là con nhà trò, nhà hát, tội đồ, ngũ cư là sẽ không được đi thi. Ví dụ cho trường hợp này thì đó là cụ Đào Duy Từ, là một người có học lực rất giỏi, có tài, nhưng mà cụ lại do là cụ là con của bố mẹ là con nhà hát, bố mẹ là con hát cho nên là cụ không được đi thi. Về sau là cụ bỏ vào trong Nam, bỏ xuống nước và cụ đã đạt được những cái danh vị rất cao. Và các sĩ tử này khi làm việc thì sẽ khi mà muốn đi thi thì sẽ phải nộp đơn cho xã trưởng, và xã trưởng sẽ phải ghi chú lại cái cước sắc hay còn gọi là cái chức yếu lý lịch để gửi lên quan huyện, và quan huyện sẽ tổng hợp lại danh sách và gửi lên quan tỉnh. Quan tỉnh sẽ là người tổ chức một cuộc thi khảo sát
để xem ai được ai không, và nếu như những người được thì quan tỉnh sẽ sắp xếp để phụ cấp những cái tiền lộ phí và gạo để cái sĩ tử đi thi, và sau đó quan tỉnh sẽ gửi danh sách về triều đình và vua sẽ xem danh sách đó và sẽ đưa cho quan phụ trách để tổ chức cái việc trường thi cho phù hợp. Và vượt qua rất nhiều những cái khó khăn cũng như là những cái thách thức để có thể hóa mình thành những con rồng giống như là trong tích cá chép vượt phúc môn, thì những vị tân hoa tiến sĩ này khi đỗ đạt thành quan cũng sẽ được hưởng những cái đặc quyền rất lớn. Và một trong những đặc quyền rất là thú vị đó là có một đặc quyền gọi là lệ cắm nấc của các vị tân hoa tiến sĩ. Cái lệ này thì theo quy định ở trong hương ước của các làng có đề cập tới là mỗi khi làng có người đỗ đạt thì phải cắt đất làm nhà cho vị tân hoa, và ông có quyền chọn bất cứ một miếng đất nào ở trong làng để làm nhà, và thường là một căn nhà ba gian, và dân làng ở trong cổng sẽ phải làm nhà trong ở. Cho nên là có một câu thơ rất hay đó là hàng huyện thì làm cổng và hàng cổng thì làm nhà, ý nó đến là cái cổng đó là phải làm một cái căn nhà và hàng huyện là sẽ đến làm cái cổng trong ở, đúng không? Và thi thoảng thì có những ông mà chưa đi thi, chưa đỗ đạt thành tài nhưng cũng đã nhăm nghe và nắm trước một vài cái miếng đất muốn để mình có thể cắt đất trước. Cho nên là dân gian có một cái câu nói rất hay đó là chưa đỗ ông nghè đã đè hàng cổng, và ông nghè ở đây chính là một cái từ dân gian để gọi những người mà đỗ đạt làm quan ngày xưa. Và ý nghĩa của đại lễ vinh quy bái tổ thông qua tác phẩm mà tôi nói với quý vị, thì lễ vinh quy bái tổ này được chúng tôi xây dựng thành một bố cục tranh thể hiện trên chất liệu gỗ vụ với kích thước dài 2m52, cao 1m07 và dày 7cm. Tất cả các kích thước này thì đều được chúng tôi lấy từ thước đỗ ban để đảm bảo những cái kích thước phong thủy và tốt đẹp nhất cho gia đình. Và tác phẩm tái hiện đoàn lễ rước trong không khí thật trang nghiêm và rộn ràng, là sự phấn chấn và tự hào thể hiện qua nét mặt rạng rỡ của vị tân khoa, nhưng cũng không giấu nổi cảm xúc bồi hồi xúc động khi mang trên mình trọng trách lớn lao, là sự e ấp diễm lệ pha chút ửng hồng đôi má của người phụ nữ có tướng vượng phu ích tử, đã vì chồng mà vượt qua bao gian nan thử thách để giúp chồng đỗ đạt thành danh. Người phụ nữ xưa toát lên vẻ tứ đức khiến cho ai cũng trầm trồ thán phục, là sự ấm trời của cha mẹ già ra tận đầu làng để đón đứa con ngoan hiền đã làm vinh tổ diệu tông, mang lại sự tự hào cho gia đình. Và đây chính là một khung cảnh bình yên với xa xa những dãy núi chập trùng, có cây tùng cổ thụ cặp vỗi vươn mình ra dọc khắp để ôm ấp và che chở cho làng quê. Đây chính là một hình ảnh ẩn dụ cho một đấng triệu phu có tài kinh bang tề thế. Và thông qua tác phẩm, chúng tôi muốn nhắn gửi tới quý vị hình ảnh về con người Việt Nam với mục đích nhân nghĩa lễ trí tín. Nhân là gì? Là đem sức mình phò vua trị nước, yêu thương dân chúng. Lễ là gì? Là không quên cội nguồn gốc gác khi đã đỗ đạt thành danh, mong muốn được về quê hương để thắp nén hương cho ông bà tổ tiên và nhớ đến người đã có công dạy dỗ cho mình. Và nghĩa chính là cái nghĩa chữ nghĩa là chữ nghĩa công minh, là vị quan thanh liêm cho quân dân được nhờ. Ngoài ra còn là cái nghĩa phu thê trong lúc khó khăn có vợ giúp sức và khi hiển đạt thành danh cũng không quên luôn vợ. Và trí chính là người có trí lớn, có ấp ôm hoài bão và dám dẫn thân mình vào những khó khăn thử thách để biết tu thân để ra và đạt được những vị trí cao trong xã hội. Và tín là đáp ứng được niềm tin kỳ vọng của gia đình, của quê hương và làng bản. Và thông qua tác phẩm này, chúng tôi muốn gửi tới quý vị một hình ảnh ở quê hương Việt Nam, cũng như là một cái hình ảnh của những cái vị quan trạng ngày xưa được quay trở về quê hương để đóng góp sức mình. Và đó chính là một vẻ đẹp thuần khiết của con người Việt Nam. Và chúng tôi tập thể tranh gỗ Bùi Gia mong muốn hướng tới để chế tác lên những tác phẩm, ngoài việc đạt được những cái sự tinh tế về đường nét cũng như là bố cục hài hòa, thì chúng tôi còn cung cấp thêm cái thông tin thực sự là giá trị và bổ ích để quý vị không những chơi được một tác phẩm đẹp tinh xảo mà cho quý vị còn sở hữu thêm cả những cái kiến thức, những cái giá trị lịch sử văn hóa nó bao gồm ở trong đó. Và
chắc chắn là khi mà làm clip cũng như là những thông tin của tôi sưu tập sẽ còn nhiều thiếu sót. Rất mong quý vị sẽ thông cảm và đóng góp cho chúng tôi để hoàn thiện hơn. Và xin chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, chúc cho con em chúng ta sẽ đạt được những cái sự học cũng như là những cái công danh từ sự vẻ vang cho gia đình, và các em sẽ trở thành một người tốt cho xã hội. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.